Ở một quán trò chơi điện tử nọ, lúc nào cũng tấp nập đám trẻ con chạy tới chơi nhộn nhịp. Hàng chục máy chơi game thi nhau đầy chỗ, nhưng khi cánh cửa khu vui chơi được đóng lại, một thế giới khác sau màn hình bắt đầu diễn ra. Những nhân vật trong game bắt đầu nghỉ làm đi ăn đi chơi. Ralph là một nhân vật phản diện trong một con game cổ điển, chuyên đập phá tòa nhà này. Tuy vậy, cậu luôn giữ trong mình niềm đam mê trở thành người tốt. Đến ngày kỷ niệm 30 năm trò chơi, Ralph quyết định đến Liên minh xấu xa, nơi tụ tập tất cả phản diện trong các trò chơi và bày tỏ ước mơ được làm anh hùng. Điều này khiến các anh em trong khu hoảng hốt và không tán thành. Cuộc họp kết thúc, mọi người rời khỏi nhà của Park Mặn, leo lên tàu điện đi qua các sợi dây, đến trung tâm ga trò chơi. Ralph gặp một gia đình ăn xin, cậu tốt bụng tặng họ một quả cherry vừa cuỗng được ở Park Mặn. Felix khi này đang mở tiệc to trong nhà để kỷ niệm 30 năm. Ralph trở về nhìn thấy vậy, liền chạy tới bấm chuông muốn được tham gia cùng, dù gì trò chơi cũng có cậu là nhân vật trong đó mà. Sau một hồi gây sức ép với chủ nhà, Ralph cũng thành công vào được bữa tiệc. Nhưng vừa đi vài bước, cơ thể to bự của anh đã làm hỏng trần nhà. Felix đang xuất mất một mạng, họ cùng vây quanh chiếc bánh sinh nhật lớn. Ralph tranh cãi vị trí của mình, ông già này cũng cãi bằng được, cho rằng anh là người xấu thì không nhận được cái gì cả. Cậu bực tức to tiếng đập nát chiếc bánh và khẳng định sẽ có ngày có cho mình một chiếc huy chương khổng lồ. Ralph ngay sau đó tới tìm Tapper hỏi giải pháp. Ông cũng chẳng giúp được gì, nhưng cậu vô tình gặp được sát thủ vũ trụ, một nhân vật anh hùng chuyên leo tường để diệt bọ. Sát thủ khi này đang chán ngán vì công việc của mình, lợi dụng điều đó, Ralph cũng bộ áo giáp rồi chạy tới khu Hero Duty. Quán game cũng bắt đầu mở cửa, Ralph cùng đồng đội cầm súng chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến. Cánh cửa mở ra, cậu ngỡ ngàng khung cảnh không dễ dàng như mình tưởng. Một đám bọ bay tấn công dồn dập, Ralph tân binh bị bối rối chẳng hạ được con nào, chỉ có thể chạy té khói đi trốn. Game over, đám bọ quay trở về tổ, anh bị chỉ huy đấm vài phát vì đã cản trở người chơi. Cô bé này tiếp tục sang chơi game của Felix. Ralph không có mặt đập phá khiến cả đám hoảng hốt không biết phải làm sao. Các nút điều khiển tự di chuyển lên xuống, người dân chạy nháo nhào tìm kẻ phản diện. Nhưng rồi họ phải chứng kiến máy trò chơi bị niêm phong lại do ông chủ nghĩ nó đã hỏng. Mọi người khi này đều nhận ra tầm quan trọng của Ralph. Quibus lúc này chạy tới báo tin anh đã tham gia làm tu bo. Ngay lúc này, để kiếm được huy chương vàng cho mình, Ralph đang trèo lên đỉnh tòa nhà con bọ. Felix liền chạy tới tìm người phụ nữ chỉ huy hỏi thăm. Bọn họ cùng nghe thấy tiếng đập vỡ cửa kính phát ra từ tòa tháp. Ralph di chuyển nhẹ nhàng qua đám trứng, bước lên bậc thang nhận lấy huy chương. Anh vui mừng hạnh phúc với thành quả sáng bóng, song lại vô tình dẫm vỡ một quả trứng bọ. Nó nhảy tới ôm vào mặt Ralph, khiến anh giật mình đi đúng vào phi thuyền chạy trốn. Con tàu bay lên rồi phi thẳng vào căn cứ của các chiến binh. Nó bay loạn xạ trong trung tâm trò chơi rồi lao vào khu thế giới bánh kẹo. Ralph cùng con bọ bị bắn thẳng ra ngoài, bọ bự đập vào cành cây rồi chớt chìm trong đầm lầy. Đây là khu game Sugar Rush đua xe, anh chẳng quan tâm lắm vì huy chương của anh giờ đang mắc trên một cành cây cao. Cậu dẫm lên những viên kẹo dẻo rồi bám vào thân cây, đang bám trên các cành thì bất chợt gặp Van Elope, cô bé cũng đã thấy vật lấp lánh trên cao. Hai người thi nhau giành lấy nó bằng được, nhưng cơ thể to lớn của Ralph không thể nhanh nhẹn bằng Van Elope. Nhóc liền cầm huy chương rồi bỏ đi, khi này nữ chỉ huy cùng với Felix cũng tiến vào đường đua ngọt ngào. Lãnh chúa kẹo xuất hiện thông báo việc bốc 9 tay đua chuẩn bị cho ngày mai. Mỗi người tham gia đều phải nộp lệ phí thi bằng 1 đồng tiền vàng. Được đua xe là ước mơ của Van Elope, cô bé dùng chiếc huy chương vàng để nộp, nó rơi vào trong cúp lớn liền biến thành những mã hóa số. Nhưng cô bé bị coi là kẻ dị biệt nên quốc vương đã yêu cầu bảo vệ tới bắt nhóc lại. Cùng lúc đó, Ralph, người đầy kẹo dẻo như quái vật khổng lồ, cũng chạy tới đòi huy chương. Cậu phá tung khán đài, ngay sau đó một chiếc cupcake rơi xuống bắt lấy Ralph. Thế là anh bị cảnh sát bắt, lột lớp kẹo xanh ra, lãnh chúa nhận ra đây là Ralph đập phá. Nếu anh muốn lấy lại được món đồ yêu quý thì buộc phải thỏa thuận với người chiến thắng vào ngày mai, chứ bây giờ nó thành số hóa hết rồi. Ralph chạy trốn khỏi cảnh sát, lăn đâm thủng bức tường rồi rơi xuống đất. Cậu chạy đến đường đua nhằm nói chuyện với bọn đua xe. Từ xa, Ralph nhìn thấy cảnh Van Elope bị đám nhóc bắt nạt thậm tệ, chúng ghét cô vì cơ thể cô thi thoảng nhấp nháy rồi cùng nhau đập nát chiếc xe. Anh như người hùng lao tới dọa bọn chúng sợ chạy mất dép. Van Elope thỏa thuận Ralph giúp cô kiếm được xe đua, rồi cô hứa sẽ chiến thắng và trả lại anh huy chương vàng. Cậu cũng chịu đồng ý, tóc trắng và Felix lần theo những dấu vết con tàu đi tìm con bọ, họ phải tìm cho ra trước khi nó kịp đẻ trứng. Đang đi, cả hai bị rơi xuống đúng vùng cát lún. Để bám được đám dây leo, nữ chỉ huy buộc phải đấm bục bục vào Felix để chúng thấy thú vị mà xả xuống. Mặt anh bầm tím hết cả nhưng nhờ cây búa vàng đều có thể trở về hình dáng ban đầu. Ngay khi túm được một cây kẹo, Felix liền ôm eo tóc trắng rồi cả hai cùng thoát khỏi tử thần. Để tìm con bọ dễ hơn, họ quyết định đi sửa con tàu bay. Khi này, bọ xanh đang ở dưới lòng đất ăn rễ cây mà sống, nó đã dần dần bự lên từng chút. Hai chú cháu này thì đang lẻn trộm vào nhà máy làm xe đua. Ralph vất vả giúp đỡ cô bé hoàn thành trò chơi làm bánh. Nhờ cơ thể lực điền, anh vượt qua được các vòng, chỉ hơi xu mỗi phần trang trí.
nên là một chiếc xe hổ lốn đã ra đời. Bảo vệ nhà máy đã phát hiện có sự đột nhập, liền gọi ngay cho lãnh chúa. Van Elop chưa biết lái ô tô nên Ralph đành dùng năng lượng chạy bằng cơm để tẩu thoát. Cuộc đua căng thẳng diễn ra. Nhờ sức người phi thường, chiếc xe lao vào một lỗ hổng nhỏ để trốn thoát trong núi Coca. Ralph bắt đầu tuyệt vọng về việc lấy lại huy chương vì cô bé thậm chí chẳng biết lái xe trong khi Mai đã phải thi rồi. Nhưng sau khi nghe câu chuyện của Van Elop, anh thấy cô có hoàn cảnh giống mình na ná. Ralph liền đào đất quanh hồ Coca tạo thành một đường đua cho bé gái tập chạy. Dù đã cố gắng né chiếc xe nhất có thể, anh vẫn bị Van Elop làm cho trọng thương. Với nỗ lực không ngừng của hai chú cháu, cô nhóc đã biết lái xe thành thục, thậm chí còn có thể drift. Nhưng suýt chút nữa ngọn núi có thể nổ tung do sự nhấp nháy của Van Elop. Lãnh chúa vẫn lo lắng không nguôi khi chưa bắt được kẻ phá hoại. Ông quyết định bơi vào vùng mã nguồn lấy ra chiếc huy chương. Hai người này thì đang lái con tàu đi thám thính. Felix vô tình nhắc đến từ cấm trong ký ức của tóc trắng, làm người phụ nữ nhớ về chồng quá cố năm xưa. Cô mất bình tĩnh liền đuổi anh xuống xe, một mình bay đi tiếp. Felix vào đúng tòa lâu đài của nhà vua hỏi thăm về người bạn của mình, thuộc hạ liền nhốt anh luôn vào nhà giam. Lãnh chúa khi này tìm được Ralph, ông đưa luôn chiếc huân chương cho cậu, ra điều kiện là anh phải ngăn cản Van Elop không được tham gia thi đấu. Lý do là như sau, nếu cô bé giành được chiến thắng, cô sẽ được ghim trên list tay đua của trò chơi. Nếu người chơi chọn Van Elop để đua, sự nhấp nháy của cô nhóc sẽ khiến chủ cửa hàng nghĩ máy chơi game đã bị hỏng. Vì điều đó họ sẽ rút phích cắm và đem đi vứt, khi này toàn bộ người dân vương quốc kẹo phải đi sơ tán và trở thành người vô gia cư. Trong khi đó Van Elop không thể chạy ra khỏi đây bởi cơ thể bị lập trình lỗi, cô sẽ chết khi chủ cửa hàng rút phích điện. Đối mặt với sự thật ngang trái này, Ralph chọn cách khuyên giải đồng đội mình. Khi Van Elop quay trở lại, cô bé tặng anh một chiếc huy chương bánh quy đầy chân thành phòng trường hợp họ không về nhất. Ralph với ánh mắt đượm buồn khuyên cô nhóc dừng lại cuộc chơi. Van Elop nhìn thấy chiếc huy chương liền nhận ra mình đã bị anh bán đứng. Cô bé tức tối không nghe bất kỳ lời giải thích nào từ Ralph. Hết cách, anh treo cô lên cây rồi đập nát chiếc xe đua. Van Elop đáng thương trở nên tuyệt vọng rồi bỏ vào trong hang. Ralph thì đeo chiếc huân chương rồi trở về nhà. Nhưng mọi nhân vân trong game đã bỏ đi cả. Felix thì đang bị nhốt ở vương quốc bánh kẹo. Cậu đạt được ước mơ của mình nhưng chẳng hề vui vẻ. Nhìn về phía màn hình, cậu giật huy chương vàng rồi ném về phía đó. Một góc giấy bị bung ra, Ralph nhìn thấy hình Van Elop trên máy chơi game Sugar Rush. Cậu nhận ra được điều gì đó, liền chạy tới hỏi tên cận thần ở vương quốc kẹo. Sau màn tra tấn kinh khủng, kẹo xanh cũng nói ra sự thật trái ngược. Thực chất Van Elop không hề bị lỗi bẩm sinh, vua kẹo đã cố tình cắt sợi dây liên kết trong kho mã nguồn để lấy lý do không cho cô tham gia thi đấu. Nếu ngày mai cô bé thắng cuộc thi, cơ thể sẽ không bao giờ bị nhấp nháy nữa. Ở phía bên tóc trắng, đang đi tìm bọ giữa cánh đồng kẹo, cô vô tình sụt chân rơi xuống lòng đất, chứng kiến được cảnh con bọ đã đẻ ra hàng ngàn trứng xanh dưới đây. Felix trong tù đang kêu cứu, đột nhiên Ralph từ đâu chui ra vào cứu lấy cậu. Hai người tâm sự đôi điều, Felix dùng búa vàng giúp anh sửa chiếc xe mô tô. Ralph cũng đã tìm ra được chỗ giam cầm Van Elop. Cuộc đua đã bắt đầu, xe cô nhóc nhập cuộc muộn 2 phút, ông lãnh chúa cũng tham gia thi đấu. Nhìn thấy nhấp nháy cũng đang đua xe, bộ ba xấu tính liền dùng lửa đốt bom Cherry. Van Elop cố gắng phóng nhanh chạy khỏi bom. Sự chập chập của nhóc biến chiếc xe vượt qua ba ả kia và thành công đáp được đường đua mới. Cô nàng chỉ còn đứng sau ông vua kẹo, đang đứng cổ vũ, tóc trắng đi tới đấm cho Ralph một phát. Đám bọ xanh bắt đầu chui lên khỏi mặt đất, bay tứ tung náo loạn. Nữ chỉ huy dùng súng cố gắng giết con nào được con ấy, khán giả được di tản đến trung tâm trò chơi. Van Elop vượt qua được lãnh chúa trong chặng đua băng tuyết. Lão dùng đường khác lao tới đâm vào ô tô của cô bé. Ông ta dùng que định đập nhóc hỏng không cho cô cán đích. Sự giằng co khiến thân phận lãnh chúa bị bại lộ, đó chính là Turbo, kẻ vì sự ích kỷ mà phá tan bao nhiêu trò chơi trong khu. Lão lật chiếc xe đối thủ thành góc 90 độ. Lợi dụng sự nhấp nháy của mình, Van Elop thành công thoát khỏi tên xấu xa và tiếp tục cuộc hành trình. Vua kẹo đang đi tới thì bị một con bọ chặn đầu ăn thịt. Trên đường về đích, đám bọ liên tục đục lỗ thoát lên trên không trung, cô bé bị cho đảo đâm vào vỉa hè. Lũ bọ ngày càng đông lên, bây giờ không còn là lúc để tâm chuyện về đích nữa. Ralph bế Van Elop rời khỏi vương quốc, nhưng điều đó là không thể cho dù anh có cố gắng như nào đi chăng nữa. Anh bất chợt nhớ tới ngọn núi Coca, Ralph liền cưỡi ván tới đỉnh núi, đập vỡ cho toàn bộ kẹo sủi rơi xuống nước Coca. Nhưng tên Turbo từ đâu ra lao tới cản anh, con bọ không thể giết chết hắn ta, thậm chí hắn giờ đây đã trở thành virus mạnh nhất khu vui chơi. Lão muốn giết Ralph, hắn lôi anh lên trên cao để chứng kiến cảnh thấy bạn mình nghèo. Cậu liền thoát khỏi vòng tay rồi rơi tự do trên không trung. Van Elop thấy vậy nhanh chóng chạy tới, sức mạnh từ cậu làm toàn bộ kẹo sủi đều rơi xuống. Trong giây phút tích tắc, cô bé dùng nhấp nháy lao tới đưa Ralph thoát khỏi ngọn núi. Vụ nổ tạo ra một chùm tia sáng cực mạnh. Đám bọ liền quay đầu bay hết về phía ánh sáng, không ngoại trừ kể cả Turbo. Tất cả bọn chúng đều bị tiêu diệt. Ralph cùng Van Elop rơi xuống đúng hồ Sô-cô-la thoát nạn.
Felix hạnh phúc ôm hôn tóc trắng thắm thiết, anh sửa lại đường đua giúp cô bé có thể hoàn thành cán đích. Phép thuật xuất hiện vây quanh cô nhóc, cơ thể cô được hoàn thiện y như trước, kho mã nguồn trở về trạng thái ban đầu. Thì ra Van Elop thực chất là người đứng đầu vương quốc kẹo. Mọi người chia tay nhau vì cửa hàng sắp mở cửa. Cô bé sống hạnh phúc và được làm chính mình. Raf vẫn làm công việc cũ nhưng đã được mọi người yêu quý hơn. Anh còn giúp những bạn vô gia cư có nơi để làm việc. Felix tổ chức lễ cưới hạnh phúc với cô bạn gái mà không có con bọ nào xuất hiện. Bộ phim tới đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.